chào cả nhà nha. Đó đầu tiên cho Dũng gửi lời chào đến quý cô chú anh chị và các bạn xem video của Dũng nha. Thì sáng hôm nay cả nhà, thì hai vợ chồng mình có việc đi qua bên chợ Giao á cả nhà. Hẳn đó mình ghé qua cái quán cơm mà mình thường ăn sáng mà có dịp đi á cả nhà. Thì hẳn đó mình ghé qua mình chia sẻ cho cả nhà xem cái quán cơm sườn như thế nào cả nhà. Quán cơm sườn bì chả. Rồi mời cả nhà theo chân hai vợ chồng mình đến quán cơm cả nhà. Cũng đến nơi cả nhà, đến quán cơm tắm. Thì cái quán này là cái quán quen thuộc, mình thường ghé ăn hoài cả nhà, khi có dịp đi ngang. Thì cái quán này nó nằm cả ngay mặt đường lộ chính, hướng từ ngã tư Mấy Ông Cù hướng về khu nghiệp Nam Tân Quyên, cách khoảng 50m cả nhà. Và đây là nơi nước thịt của anh chủ quán nha, quá hấp dẫn cả nhà. Ở trên đó lâu lâu xuống đây kìa, có ai ở đây có chị giáo bên mình chào. Quá hấp dẫn, miếng thịt to đùng luôn cả nhà. Quên nói cho cả nhà, giới thiệu cho nhà biết là quán cơm của chị này là giá rất bình dân nha cả nhà. Giá chỉ cơm sườn dĩa bình thường thì 20.000, 20k, còn nếu có ăn xin trứng là 25k nha cả nhà. Thì lúc này chị chủ quán hay bận nên mình không có tiện nhiều, tại đông khách quá nên mình chỉ quay cái sơ cái phần chỗ cái quầy thịt của chị bán cơm cho cả nhà xem, mình hấp dẫn nha cả nhà. Thì ở đây có thịt thì có gì, có thịt sườn, ba gọi và các giả sườn đầy đủ cả nhà. Và cô chú anh chị nào muốn ăn gì thì có đầy đủ. Thì ở đây bà xã mình cũng kêu ra hai dĩa cơm rồi cả nhà. Thì bà xã mình chỉ ai thích ăn cơm sườn không à, còn mình thì ăn cơm sườn với trứng gấp la nha, nên bà xã mình có kêu cho mình sườn trứng, cái miếng thịt sườn to đùng cả nhà. Mỗi dĩa cơm sườn gì không có trứng là 20k đây nha cả nhà, rất là rẻ, còn có thêm cái trứng là 25k, rất là bình dân luôn. Nhìn hấp dẫn hơn cả nhà. À, cái sườn ở đây, cơm như cái miếng sườn, thịt sườn ở đây cả nhà, đặc biệt là bà chị gái chủ quán này làm rất là mềm, nướng rất là ngon, ướp vừa ăn lắm cả nhà. Còn cái ướp trứng gấp la đó, trứng gấp la đó là chị chiên vừa ăn lắm, không sống mà cũng không chín, tức là không có chín lắm, gấp la là vừa ăn lắm, nó dạng như hồng đào, rất là ngon cả nhà. Vậy xin mời cả nhà dùng cơm với mình nha cả nhà. Cơm tắm sườn trứng. Nước mắm ngon mình trang lên cho cả nhà xem. Thì cái phần thịt này đúng là mềm luôn cả nhà, ăn vào một cái là mềm, rất vừa ăn. Bởi vậy khi nào mình đi ngang thì đều có dịp đi ngang là phải ghé ăn. Thì nước mắm cũng rất là vừa ăn cả nhà, ăn vào rất là vừa ăn.
đặc biệt là cái canh này cả nhà. Ui cái canh này ngon, chị làm ăn cũng ngon lắm, canh này vừa ăn lắm. Thì cô chú anh chị nào mà có dịp đi ngang ngay ngã tư Mỹ Ông Cù hướng về khu công nghiệp Nam Tân Nguyên cả nhà, hướng về Tân Nguyên đó, thì thử một lần ghé vô cái quán cơm này. Thì cái quán cơm này chỉ cách ngã tư Mỹ Ông Cù hướng về Tân Nguyên là 50m đó cả nhà, vừa qua ngã tư đại sảnh đỏ là tới liền. Đây đó là vô thưởng thức thử một lần cho biết nha cả nhà. Thì quán cơm này rất bình dân, dĩa cơm thì đồng giá là 20k. Thì cô chú anh chị nào có thêm ăn thêm trứng ốp la thì hoặc thêm cái món thịt những cái phần topping khác thì thêm tiền cả nhà. Ví dụ như mà ăn thêm trứng ốp la thì 5.000, thì đặc sưởng thì thêm 5.000, 7.000 hay 10.000 tùy cả nhà. Đặc biệt cái sườn này ngon, ba nội cũng ngon luôn cả nhà. Ba nội anh chủ quán nướng rất là ăn vừa ăn thơm. Thì lúc này bà xã mình cũng dùng xong rồi cả nhà. Thì còn mình vừa ăn vừa thưởng thức cả nhà ơi. Đây. Ờ, món canh nó đã ngon. Thì ăn cơm sườn lúc nào có canh cả nhà. Nhưng đôi lúc có chỗ thường thường mình ghé ăn cơm thì cũng có ít nè, một số ít là cũng chỗ không có canh nữa cả nhà. Nhưng mà thường mình ăn cơm mình có canh này thì rất là ngon. Thì cái quán cơm này cả nhà này có trên 16 năm nữa cả nhà. Trên 16 năm nhưng tới bây giờ chị vẫn giữ công thức nấu nướng này y gan gì luôn, không có thay đổi, rất là ngon. Mà giá cả thì không có tăng giọt nhiều cả nhà. Thì cái giá cả thị trường thì nó tăng theo thời gian thôi, nhưng mà chị bán rất là bình dân, không có cao hơn chỗ khác. Rẻ mà ngon. Thì lúc này quán rất đông khách cả nhà. Thì bà xã mình ăn xong này thấy khách đông quá, bà xã mình cũng chạy tiếp canh nữa cả nhà. Bà xã mình cũng phụ chạy tiếp canh cho chị chủ quán luôn. Chị qua chị chủ quán này rất là vui ta. Nó sai rồi, đi chuẩn bị đi rồi chị ơi. Rồi chào tạm biệt bà chủ nha. Cái gì? Thì chị chủ quán này là rất vui tánh cả nhà. Thì cô chú anh chị nào muốn biết thêm về cái quán cơm bún thịt nướng bánh ướt của anh chị chủ quán này như thế nào thì xin một lần ghé đến để thưởng thức nha cả nhà, để cho biết coi mình có nói đúng với sự thật như vậy hay không. Thôi xin tạm biệt cả nhà nha.